Thưa quý vị, tại các nước phát triển hiện nay gần như là 100% người tiêu dùng sử dụng thịt mát cho bữa ăn của mình. Bên cạnh thịt mát thì trên thế giới thịt đông lạnh cũng được người tiêu dùng ưa chuộng do tính đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại Việt Nam thì khái niệm thịt đông lạnh cũng rất quen thuộc, song không phải là ai cũng hiểu về quy trình sản xuất cũng như là chất lượng của loại sản phẩm này. Không ít người khi hỏi thế thì thế nào là thịt đông lạnh thì đều trả lời rằng đó là thịt ấm mua ngoài chợ về, khi mà chưa sử dụng đến thì bảo quản trên ngăn đá tủ lạnh và khi đông đá thì sẽ trở thành thịt đông lạnh. Đây là quan điểm hết sức sai lầm, khiến cho người tiêu dùng rất e dè khi sử dụng loại thịt đông lạnh được bán trên thị trường hiện nay. Vậy thịt đông lạnh được sản xuất như thế nào và chất lượng của chúng có gì khác biệt so với thịt ấm được bán tràn lan tại các chợ truyền thống hiện nay? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên hệ Cô Lý chuyên thịt nhập khẩu 0823263029. Lợn được giám sát quy trình chăn nuôi, được đưa vào phòng mát, uống nước RO, nghe nhạc, tắm mát để đạt trạng thái thư giãn tốt nhất, tối thiểu từ 10 đến 12 giờ trước khi đưa vào giết mổ. Toàn bộ quy trình từ làm ngất, tháo tiết, cạo lông, bóc móng, tháo lòng, cưa mảnh hoàn toàn cách ly với mặt đất, được xử lý trong vòng 5 phút. Lợn sau khi giết mổ được đưa vào phòng làm lạnh nhanh có nhiệt độ âm 25 độ C trong vòng 10 phút để hạ thân nhiệt con lợn. Sau đó, thịt lợn được đưa vào kho bảo quản thịt mát có nhiệt độ từ 0 độ C đến 4 độ C trong thời gian từ 16 đến 24 giờ để đảm bảo quá trình chín sinh hóa. Lúc này, thịt lợn trở thành thịt lợn mát. Thịt mát được đưa ra pha lóc, sơ chế trong điều kiện nhiệt độ phòng được làm lạnh. Sau khi pha lóc, thịt được đưa vào phòng cấp đông sâu ở nhiệt độ âm 45 độ C từ 6 đến 8 giờ tùy bộ phận. Cuối cùng, thịt được đưa vào phòng bảo quản ở nhiệt độ âm 22 độ C. Toàn bộ quá trình vận chuyển, bảo quản, bày bán được bảo đảm ở nhiệt độ âm 22 độ C. Để thịt cấp đông giữ được hương vị, việc giã đông phải tuân theo quy trình. Cách 1. Chuyển thịt được bảo quản từ ngăn đá tủ lạnh đưa sang ngăn mát. Thời gian giã đông tốt nhất từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau để thịt đạt độ mềm vừa đủ trước khi đưa vào chế biến. Cách 2. Lấy thịt được bảo quản từ ngăn đá tủ lạnh, đưa thịt vào lò vi sóng, sau đó bật chế độ giã đông trong vòng 2 phút. Thịt sau khi giã đông phải được chế biến ngay để tránh sự xâm nhập của vi khuẩn. Tuyệt đối không được giã đông bằng cách lấy thịt được bảo quản từ ngăn đá tủ lạnh rồi ngâm vào chậu nước. Cách làm này sẽ làm giảm chất lượng thịt, bởi đây là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn xâm nhập. Khi thịt đông lạnh đã đạt đến âm 22 năm độ thì các tế bào thịt nó cũng được bao phủ bởi các cái màng tế bào. Và đến khi mà bỏ từ trong ngăn bảo quản khoảng độ trên dưới âm 20 độ, bỏ thẳng vào tủ nước thì nhiệt độ trung bình khoảng trên dưới 30 độ, thì cái biên độ nó chênh khoảng 50 độ, nó lập tức nó sẽ phá vỡ cái cấu trúc của cái màng tế bào. Và lúc ấy cái dịch, tức là dinh dưỡng ở trong nó sẽ chảy ra. Và bên ngoài thì nó bị phá vỡ, nó chảy. Nước nếu như không đảm bảo thì nó có nguy cơ nhiễm khuẩn từ việc đấy. Với thói quen sử dụng thịt ấm cùng những hiểu biết sai lầm về thịt đông lạnh của người tiêu dùng, khiến thị trường tiêu thụ thịt đông lạnh còn rất hạn hẹp, chủ yếu tiêu thụ tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp.